Sáng sớm ngày 26 tháng 5 thì các sư đã đi khắc thực rồi. Thì lúc khoảng 5 giờ 40 sáng nha, thì chân của sư Minh Tạng thực sự quan thấy nó khá là đau. Đi là trên đá thì mấy biết bao lâu rồi, đi nhưng mà vẫn chưa có quen nữa nha. Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay là ngày 26 tháng 5 năm 2024 nha. Đây là chỗ ngủ qua đêm hôm qua của các cái sư ở trên đồi cát kế ủy ban nhân xã Quảng Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nha. Đây sáng các sư đó thức hết rồi nè. Này trên đồi cát nha. Các sư thức là rất là vui vẻ nha. Nhưng mà sáng đã, gần 6 giờ là các sư đã thức hết rồi à, chuẩn bị hành trang để lên đường nha. Mặt trăng còn nữa kìa. Bây giờ thấy mặt trăng không? Cao đúng không? Phía bên kia kìa có mây luôn rồi kìa. Mây. Vậy là đây rất là cao ha. Mặt trăng vẫn còn. Trên đây đồi cát là thấy chưa? Nhìn xuống thấy không? Đó. Đây là đồi cát. Đã ra rồi nha. Rồi, ở đây là cái trại để hồi tối là các sư chú ngủ qua đêm ở đây nha, không sợ mưa. Đây. Còn đây các sư ở đây. Nay có một cái gì? Sư rất là trẻ nha. Đây, nay có một vị sư trẻ mới nữa nè. Đó, mới gia nhập hồi nào không biết. 20 mấy tuổi á. Mỗi ngày sẽ có một cái vị sư mới. Đây là gì đây? Đây gì mà Phật tử theo nhất chứ vậy? Hay là sư minh tại đi hay gì đây? Buổi sáng đi rồi hay gì vậy? Đây, bữa nay thì sáng các sư thức rất là sớm luôn nha. Rồi sáng các sư đã đi khất thực rồi ha. Xuống đi khất thực rồi cái gì à. Nguyên một đoàn người đi xuống nha. Thầy thọ thực của mình cứ nói thầy cứ nước, còn bây giờ là thầy đang đi xin thực thì mình không nên cúng hoa. Đây cái này các cô ở đây nha, đây có một cái là rất là Minh Tạng đi thất thực nha, cùng với những sư Minh Chí với một cái vị sư mới.
đây xương này xương mới đây, chưa có chưa xuống tóc nha, mới gia nhập, có thể là mới gia nhập thời hôm qua hoặc là tối. Đây là một cái em trai mới gia nhập thời tối nha. Có một anh trai mới gia nhập thì tối vậy nè. Ngày buổi sáng 6 giờ thì các cái vị sư đã đi rất sớm rồi nghe. Chưa có tới 6 giờ nữa, mới 5 giờ là 50 thôi. Ngoái phút 35. 5 giờ 35. Trên kia thì các sư bắt đầu đi thức tập. Buổi sáng thì các sư bắt đầu đi thức tập nha. Tại vì các sư chia nhau ra đây với cả nhà nên sẽ là di chuyển không có cùng lúc. Buổi sáng thì các sư sẽ đi xuất thực sớm nha. Cái này thì mới 5 giờ 35 sáng thôi. Đó là đã đi đi xuất thực rồi. Bà con mình chạy theo bưng đem cua với cúng hoa sen nha. Đau luôn, đi trên đá đau luôn nè. Chúc các sư luôn mạnh khỏe nha. Cái chân nó lộm khổm á, xương tạng đi cái chân thông á, đau lắm luôn á. Chung trên đá mà, đá này mà đau lắm luôn anh. Chân ai mà không có đau. Dạ thầy mình chạy đi trước rồi. Chào thầy. Theo quý cô chú anh chị thì thầy sư mình thì sư mình tại là đã rất là đau chân, rất đau chân khi đi trên đá nha. Dạ, hôm qua thì ở khu vực kia thì các sư nhận đồ ăn cuối cùng buổi sáng ở tại chỗ luôn, rồi sau đó mới đi, khoảng 8 giờ mới đi. Thì
nào. Rồi thôi Hoàng cũng xin kết thúc video, chào quý cô chú chị Hoàng sẽ đăng những clip tiếp theo cho quý vị xem nha.